Bước 1, tìm điều kiện để của hai cử chỉ trước đã. Bước 2, tìm tọa độ hai điểm của chị. Được chưa? Bước 3, các bạn gọi trung điểm ra đối xứng này, nên đâm ra là đường thẳng AB nó sẽ vuông góc với cả cái đường thẳng. Đẳng cấp không? Cậu thấy hay không? Thôi nói chung là cứ học dần. Các bạn nào mà vào sau ấy, các bạn nên xem lại, xe về xem lại, có thể lần một em được lần đầu tiên tiếp cận với những kỹ thuật mới như này, em thấy nó hơi bỡ ngỡ đúng không? Nhưng mà lần sau em nghe đi nghe lại 10 lần, 20 lần là em sẽ hiểu ngay thôi. Ơ sao đen xỉ này? Ô, mất kết nối à? Ô, xong rồi. Mất mạng à? À, lại được rồi. Rồi, 14. 14. Bây giờ nhá, câu này các bạn thấy mờ từ đáp án không? Cũng thay vào một phát là ra ngay. Đấy. Nào, bây giờ chúng ta xử lý. Rồi. Và thầy bảo rồi, hôm nay là thầy đang vui. Thầy đang vui nên bạn nào mà đặt sách, cái sách hàm số này, có hết các kỹ thuật này rồi, có sách rồi, thì các bạn nhớ đọc hết từ đầu đến cuối, thầy sắp xếp từ dễ đến khó rồi. Và hôm nay đang vui nên thầy free ship cho tất cả các bạn đặt cả nước luôn. Được chưa? Về nhà các bạn được mở sách ra các bạn đọc thấy hay, các bạn trả tiền. Không thì thôi. Nói chung sách quá rẻ rồi, quá rẻ cho một năm học được 10 điểm. Nào bây giờ chúng ta sẽ thấy câu này đặt hai cử chỉ sao cho x1 chữ x2 bằng 2. Thầy chưa tự luận nhá. Nào thầy chưa tự luận nhá. Các bạn thích tự luận hay trắc nghiệm? Các bạn thích tự luận trắc nghiệm, các bạn muốn muốn tự luận các bạn comment số 1, các bạn muốn trắc nghiệm các bạn comment số 2. Đúng không? Các bạn muốn thầy thì comment số 3. Các bạn ở New York thầy vẫn free ship. Bọn này tham đấy. Tham đấy. Một cuốn cũng free. Một cuốn cũng free ship. Rồi. Bây giờ nha. Ba đi em. Nào. Cả hai được không ạ? Trời ơi, thôi nể lắm ấy nhá, thì chữa cả hai cho các bạn nhé. Nể lắm đấy. Chiều lắm đấy nhá, hôm nay đang vui thôi. Nào bây giờ thì y phẩy một cái, đạo hàm này ra là 3x bình phương cộng trừ đi 2 nhân cả m cộng 2 nhân x cộng với cả 1 trừ m, đúng không? Rồi, để hàm số của chúng ta có hai điểm cử chỉ. Tự luận trước đã. Thì từ đây suy ra y phẩy bằng 0 ấy, nó phải có hai nghiệm. Muốn có hai nghiệm ấy thì ở đây là hệ số a khác không và delta của y phẩy ấy, nó phải lớn hơn không, tương đương được chưa? Hệ số a là khác không, ba khác không, delta là gì? Các bạn dùng delta phẩy vào nhanh, b phẩy là m cộng 2 bình phương trừ ac thôi, 3 nhân cả 1 trừ m đúng không, lớn hơn không, tương đương chúng ta sẽ có là m3 khác không là luôn đúng rồi, các bạn khai triển đằng này ra thôi là m bình cộng với cả 4m này cộng 3m là cộng 7m, nhầm luôn nhá. 4 này trừ 3 là 1 thôi, lớn hơn không? Được chưa? Rồi, tí nữa mình thay vào đây mình kiểm tra nó đỡ phải đi giải, thằng này nó bị lẻ. Bây giờ ta nói tiếp. Để y phẩy có hai nghiệm x1, x2 sao cho cái trị tuyệt đối của x1 chứ x2 ấy, nó bằng 2 ấy. Thì các bạn đi bình phương hai vế lên. Bình phương hai vế để ra vs là x1 chứ x2 tất cả bình phương nó bằng số 4. Tương đương chúng ta sẽ có là x1 bình trừ đi 2 x1 x2 đúng không, cộng x2 bình phương bằng 4. Nhưng mà mình nhận ra ấy, cái này nó chưa ra vs, vs phải đưa về tổng được cơ, mà đây là hiệu, vậy thầy sẽ đưa thằng này dấu cộng, mà đã cộng 2 x1 x2 phải là trừ đi 4 x1 x2 thì nó mới ra được trừ 2 x1 x2 như ban đầu đúng không. Vậy lúc này thầy đã có tiếp là x1 cộng x2 tất cả bình phương, đây là hằng bằng thức rồi này, trừ đi 4 x1 nhân x2
bằng số 4. Vậy tương đương thầy có x1 cộng x2 của mình ấy là bằng trừ b trên a. Lấy ngay hệ số của thằng y phẩy, bởi vì nó là nghiệm của y phẩy mà. Trừ b trên a các bạn sẽ có là 2 nhân cả m cộng 2 trên 3 b bình này, trừ đi 4x1 x2 là c trên a, là 1 trừ m trên 3, đúng không, bằng 4. Các bạn khai chỉ nốt thằng này ra thôi. Tương đương thầy có chỗ này là 4 phần 9 nhân cả m bình cộng với cả bao nhiêu, 4m cộng 4 rồi trừ 4 phần 3 nhân cả 1 trừ m bằng 4, đúng không? Thế thôi, và đến đây các bạn giải ra xem nó nghiệm nó rơi vào trường hợp nào, đúng không? Nghiệm nó rơi vào đâu? Là mình máy tính. Máy tính nhá. 1 9 này, 2 2. 4 phần 9 này. Thằng kia là 4 phần 9 này nhân cả 4 trừ đi 4 phần 3 là cộng 4 phần 3. Đúng không? Rồi, chỗ này các bạn sẽ có tiếp là 4 nhân 4 phần 9. Rồi, trừ 4 phần 3. Rồi, trừ 4 nữa. 1 và trừ 8. Đấy, ra luôn, hai nghiệm. 1 và trừ 8 ấy, nhưng mà tuy nhiên các bạn phải kiểm tra lại xem nó có thỏa mãn điều kiện trên này hay không, đúng không? Kết hợp điều kiện sao? Kết hợp sao? Thì suy ra các bạn sẽ chọn được thằng nào? Nào mình thử nhá. M bình cộng 7M cộng 1, đúng không? Can thử cái 1 thỏa mãn lớn hơn không? 9 rồi. Can trừ 8 bằng 9, cả hai thằng đều thỏa mãn cả, đúng không? M bằng 1 hoặc M bằng trừ 8, đúng không? Và đáp án cần chọn là A. Được chưa nhỉ? Thế thôi, xong. A nhá. Sau đó là C. C là dở rồi. Ok, thế bây giờ thầy dạy các bạn cách tự luận nhá. Tự luận. Tự luận. À, xong rồi. Bây giờ thầy sẽ làm cách trắc nghiệm nhá, trắc nghiệm này. Trắc nghiệm. Như thầy nói là khi mà đề bài nó cho sẵn m như này, chẳng tội gì mình không thay nó cả. Chẳng tội gì mình không thay cả, mình thử luôn nhá. 3 này. Đúng không? Thay vào y phẩy, thay m với y phẩy luôn. 2 nhân với cả m cộng 2, 1, m là 1, thử trước đã, 1 cộng 2. Rồi, 1 trừ m, 1 trừ 1. Có hai nghiệm là 2 với cả 0. 2 và 0 thì hai thằng trừ nhau, 2 trừ 0 là bằng 2, 2 bằng 2 luôn, đúng rồi. M 1 chọn được. Thử thể m với m bằng trừ 8. 3 này, trừ 2 nhân cả trừ 8 cộng 2. 1 trừ đi trừ 8 là cộng 8. Có hai nghiệm là trừ 1 và trừ 3. Trừ 1 trừ trừ 3 là 2 rồi, 2 bằng 2 là điều luôn đúng. Vậy đáp án A, thay bài cực kỳ nhanh. Đấy, thay m rất nhanh. Thầy vừa dạy các bạn cả hai cách cả tự luận mà trắc nghiệm luôn rồi. Quá đơn giản không? Quá đơn giản. Các bạn có hiểu không nhỉ? Nếu mà các bạn hiểu rồi các bạn comment ok một cái cho thầy xem nào. Comment ok. Là 1.700 bạn còn lại comment ok không? Ok không? Giải như này mà không hiểu nữa thì thôi đấy. Rồi, thầy bảo rồi, hôm nay, riêng hôm nay, buổi tối hôm nay thì livestream tất cả những bạn đặt là được free seat, nhớ chưa? Hoặc là bạn nào mà không đặt được ở trên web ấy, sách toán thầy đạt.com ấy, các bạn có thể inbox thẳng cho page để các bạn đặt, nhớ chưa? Inbox thẳng cho page toán thầy đạt Trinity Đại học 10 mùng 12 để các bạn đặt. Nhớ nhá. Nine đúng không? Ok. Rồi, Magic tiếp tục câu 15. Đây là đề năm 2017, mã đề 104. Tìm các giá trị của M để hàm số này có hai đặc của trị sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4 với O là góc tọa độ. Cho với O là góc tọa độ. Đấy, O là góc tọa độ. Rồi, bây giờ bài này ấy, thầy bây giờ thầy chỉ chữa một cách thôi. Các bạn muốn chữa tự luận hay trắc nghiệm câu này? Tự luận. Để thi thật đấy, năm 2017. Cách tự luận là comment số 1, trắc nghiệm là comment số 2. Nào, comment 1 hay 2? Chọn đi. Ông cả hai đâu, đừng tham lam. Dương Cường.
Nhớ nhá, khi các bạn mua sách trong trong sách ấy, nó có một cái phiếu sử dụng app, hướng dẫn sử dụng app, các bạn nhớ chưa? Có hướng dẫn sử dụng app. Tức là các bạn được áp vào trong một cái app riêng ấy mà các bạn mua sách lậu nó không có đâu. Cẩn thận, bị lừa. Tự luận này, các bạn thích tự luận đúng không? Rồi, chưa tự luận nha. Tự luận nha. Rồi, các bạn thích thì thầy cũng chiều thôi. Nào, bây giờ mình thử y phẩy một cái bằng 3x bình phương đúng không? Trừ đi 60x. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng các bạn thấy là này có 3x nhân tử chung ra ngoài là còn x trừ đi 2m thôi. Đúng không? Thầy set y phẩy bằng 0 một cái. Thì lập tức các bạn ra hai nghiệm đó là x bằng 0, 3x bằng 0 hoặc là x bằng 2m. Bây giờ rất đơn giản là để hàm số của chúng ta f(x) có hai điểm cử chỉ. Thì suy ra ở đây hai nghiệm này nó khác nhau, tức là 2m và f(x). Thế thôi, đơn giản không? M f(x) không cần giải delta nữa làm gì, mất thời gian này. Nhìn ra luôn. Thì bây giờ khi các bạn có được điều kiện, đây là điều kiện sao để nó có hai điểm cử chỉ. Bây giờ mình đang cần ấy là ra được tọa độ hai điểm AB. Đúng không? Và tìm ra được diện tích OAB bằng 4. Thì ở trong cái phần này ấy, nó rơi vào phần cực trị của hàm bậc 3. Bậc 3. Đây. Các bạn thấy đẳng thức K này, nó phải liên quan đến, trong trường hợp điều kiện K liên quan đến yếu tố hình học phẳng. Yếu tố hình phẳng tức là diện tích ấy, tam giác ấy. Tức là cần xác định được tọa độ hai điểm cực trị A và B với x1 x2 là hai nghiệm của y phẩy bằng 0. Được chưa? Có hai tình huống các bạn gặp phải. Một ấy là nghiệm đẹp thì các bạn thay thẳng luôn vào y để các bạn tìm được tung độ. Còn nếu mà không tìm được nghiệm đẹp ấy thì các bạn sẽ gọi hai nghiệm x1 x2 ra và tung độ y1 y2 được dùng cách phương trình đường thẳng nối hai điểm cử chỉ vào. Rất cẩn thận cho các bạn. Đúng không? Nào, thì bây giờ thầy sẽ chữa các bạn như sau. Nào, bây giờ đến thằng y1 và y2 nhá. Vậy suy ra điểm A ấy, các bạn sẽ có gọi được điểm A, x các bạn ra bằng 0. X bằng 0 thì y bao nhiêu? Các bạn thấy x bằng 0 ở đây. Y của các bạn là 4m mũ 3. Đúng không? Điểm B. Điểm B của mình ấy, x là bằng 2m. Thì y bao nhiêu? Các bạn thay vào đây này. Thay vào đây. Mua sách các bạn vào sách toán thì ta chấm com. Trời ơi, bây giờ vẫn có comment hỏi. 2m các bạn thay vào đây. 2m mũ 3. Ghi nhau thôi. 3m nhân 2m bình phương. Cộng 4m mũ 3. Đúng không? Các bạn ra được chỗ này 8m mũ 3. Trừ đi chỗ này 4, 3, 12. M mũ 3. Cộng 4m mũ 3. Được chưa nhỉ? Các bạn sẽ có chỗ này bằng 0. Đúng không? Bằng 0. Rồi. Không. Vậy thì các bạn sẽ có được như này nhá. Cái công thức diện tích tam giác ấy, các bạn phải thuộc tam giác OAB. O là góc tọa độ rồi. O là góc tọa độ. Thì diện tích tam giác OAB các bạn có công thức giải nhanh như sau. Là 1 phần 2 trị đối XA nhân IB. Được chưa? Trừ đi XB nhân IA. Có biết công thức này không? Có nhớ công thức này không? Có nhớ công thức này không? Câu 15, công thức giải nhanh đấy, để ra diện tích tam giác. Nhớ không? Nhớ thì comment là nhớ, còn không nhớ thì comment là không nhớ. Còn nhớ không? Ok. Bây giờ chúng ta nhớ nhân nhau. Bằng 1 phần 2 này, chúng ta đang cần diện tích bằng 4, tương đương 1 phần 2. Thằng x thằng này nhân y thằng kia là bằng 0 rồi. Trừ đi x thằng này nhân y thằng kia, hai nhân với nhau là 8 m mũ 4 đúng không, bằng 4. Ok chưa nhỉ? Vậy tương đương ở đây thầy sẽ có quy đồng lên là 8 rồi. Vậy trị đối của trừ 8 m mũ 4 bằng 8. Ok nhá, tương đương ở đây các bạn sẽ có m mũ 4 các bạn sẽ bằng số 8 thôi. Ok, m 4 bằng 8. Vậy từ đây suy ra được ngay các bạn sẽ có ấy, là m căn bậc 4 hai vế là căn bậc 4 của mấy? Là cộng trừ căn bậc 4 của 8. Được chưa? Sao nhớ không? À, chỗ này có 8 nữa nhé. Cộng trừ căn bậc 4 của 8 trừ 8 bằng 1. Tức là bằng cộng trừ mấy? Cộng trừ 1. Được chưa nhỉ? Cộng trừ 1 ấy. Đây là 8 nhé. Cộng trừ 1 các bạn thấy ngay nó khác nhỉ? Khác không chưa? Khác không, thỏa mãn điều kiện đúng không? Kết hợp điều kiện sao? Khi ra m các bạn bằng cộng trừ 1. Đang chọn là B. Hết bài. Nếu các bạn không thuộc công thức này thì các bạn bây giờ nên thuộc đi.
để công thức giải nhanh. Nếu là bình thường ấy, các bạn phải dùng cái gì? 1 phần 2 đường cao nhân cạnh đáy. Các bạn tính cạnh đáy ra, tức là tính độ dài cạnh AB, rồi các bạn tính khoảng cách từ điểm O đến phương trình đường thẳng AB là mới ra được. Hơi mất thời gian. Cách này cách nhanh nhất. Dùng công thức giải nhanh luôn. Dùng công thức giải nhanh luôn thì nó mới vi diệu, nó mới nhanh được các em ạ. Ok chưa nhỉ? Nhá. Cái gì? Đi. Đâu? Đâu? À đây. Đây 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 đây. Trong sách thầy nó ghi à, diện tích tam giác OAB này. X nó y là cái trừ x nó y là cái này 5 lớp 10 đây. 5 lớp 10 đây. Học rồi đây. Sách có rồi. Các bạn đọc hết đi, nó chẳng thiếu cái gì cả. Bây giờ cứ hỏi. Em xin thầy hack cho em xem đi ạ. lại muốn thầy hack à? Còn nên hack không nhỉ? Còn hack không nhỉ? Thế băn khoăn. Ai... Không muốn hack không? Thôi thầy muốn các bạn tự tự nghĩ cái hack của câu này đi. Hack câu này đơn giản mà, có mở đáp án rồi còn đâu. Hack được. Hack dễ đằng khác. Hack dễ đằng khác. Đâu phải chọn rồi, chọn tự luận là tự luận thôi chứ. Một thứ thôi chứ, các bạn bây giờ tham lam ấy. Thương học sinh đi thầy ơi nhá. Thay vào, thay vào. Và các bạn tự thay vào nha. Kết nhỉ. Khách đi thầy. Thôi rồi. Anh nhá. Một lần thôi nhá. Phải tham lam, đủ tham lam. Thế mà không chịu trả học phí, thả tim gì cả. Xe về nghe lại toàn kỹ thuật hay. Khi này các bạn nhìn này. Mình biết thừa là ở đây x là ra được tọa độ hai điểm của chị rồi đúng không? Được chưa? Các bạn có thể thay m của từng đáp án vào. Các bạn check. Cụ thể như sau. M này, lẻ lẻ các bạn thay vào, biết ngay. Lẻ nhẹ thay vào là sai rồi. Tại sao thầy biết là sai? Bởi vì cái diện tích của nó ấy, nó ra số rất là đẹp, nó không thể lẻ như này được. Đúng không? Nó không thể lẻ như này được. Đấy. Đặc biệt hơn ấy. Đặc biệt hơn. Mình ra được nghiệm x bằng 0 và x bằng 2m rồi. Thì khi mà m của nó bị lẻ như này, các bạn thay vào đây ấy, mà căn bậc 4 mà mũ 3 nên nó ra số lẻ, nó không thể ra số đẹp như này được. Đúng không? Nên đâm ra là đáp án A mình có thể tự tin mà bỏ. Đáp án B này, m bằng trừ 1 và 1, mình thử nhá. Khi trừ 1 và 1 ấy, các bạn ra được hai tọa độ này. Đó là điểm A, x bằng 0. X bằng 0 mình thay vào đây. Khi m của mình là bằng trừ 1, mình thay thẳng vào đây luôn. M bằng trừ 1, y bằng bao nhiêu? Thế lúc này khi m bằng trừ 1, y các bạn sẽ bằng là x mũ 3 này, cộng 3m này, nhân x bình này, trừ 4 này, đúng không? M bằng âm 1. X bằng 0 thay vào đây thì y bằng trừ 4. Được chưa? Điểm B. Điểm B ở đây ấy, m bằng âm 1 thay vào đây là trừ 2. X bằng trừ 2, y bằng bao nhiêu thay vào đây? Trừ 2 mũ 3 trừ đi cộng 3, m, m là bằng trừ 1 rồi mà. Bỏ đi. M bằng trừ 1 rồi mà. Cộng 3 nhân trừ 1 bình phương trừ 4 bằng 0 rồi. Đúng không? Bằng 0 rồi. Thế bây giờ ấy, các bạn có để ý một chút ý. Điểm A x bằng 0, y bằng trừ 4. X bằng 0, y trừ 4. Trừ 4 nằm ở đây này. Đây điểm A. Điểm B x bằng trừ 2, y bằng 0. X bằng trừ 2 nằm ở đây. Y bằng 0. Đúng không? Đây điểm B. Được chưa? Nối và thì tam giác OAB là tam giác này. Thì diện tích tam giác OAB ấy, nó bằng 1 phần 2. 2 cạnh góc vuông là OA nhân OB. Đúng không? OA nhân OB. OA nhân OB. OA các bạn thấy ngay độ dài bằng mấy? Bằng 4. OB độ dài bằng mấy? Bằng 2. Vậy nhân nhau đúng bằng 4. Xong. Đáp án B. Hết bài. Bởi vì M bằng trừ 1 chỉ làm cho đáp án B. Đúng không? À đây có M khác không cũng làm cho đáp án B này. Mình thử. M thử nhá. Thử một số khác nhá. Số khác. Chẳng hạn đấy, ví dụ các bạn thử với cả m bằng 2 đi, đúng không? M bằng 2 thay thử vào đây này thì các bạn sẽ ra cái diện tích tam giác này không ra bằng số 0, hết bài luôn. À không ra bằng số 4, hết bài. Đấy. Đây là cách nhanh nhất thử đáp án. Ở đâu chúng ta giải tay thì cũng nhanh mà. Có gì đâu. Chúng ta cứ bám vào công thức này của thầy. Còn công thức này ở đâu ra? Diện tích tam giác OAB cái này được ở đâu ra? Các bạn có nhớ không? Bởi vì tam giác OAB bây giờ là giải hình học phẳng đấy các bạn ạ. Lìa quá nhỉ. Các bạn dùng lại đúng hình học phẳng ấy. Các bạn tính diện tích tam giác bằng hình học phẳng ấy. Số 2 đường cao cạnh đáy. Các bạn ra đúng công thức này luôn. Nhá.
chất chứ còn gì nữa. Còn nhiều thứ thế, còn nhiều thứ thế. Mình like được mấy tiếng rồi, like tiếng rưỡi rồi, bởi vì thầy vừa like thì vừa dạy cho các bạn nữa, mà tất cả những câu hỏi chứa mờ ấy bắt đầu đều là từ câu vận dụng trở lên rồi, đều là vận dụng trở lên, vận dụng và vận dụng cao. Nào, câu 16, đây là đề tham khảo lần 2 năm 2017. Ngõ S là tập hợp các giá trị của M để cái thằng này có hai đường của trị AB, sao cho AB nằm hai phía khác nhau và cách đều cái đường thẳng này. Tổng các phần tử của S là gì? À, hai bên nằm hai phía khác nhau. 137. Đây. Nó nằm ở phần này. Dạng số 5 trong trong sách của thầy nhá, dạng 5 trong sách của thầy. Đấy. Bước 1, tìm điều kiện để có hai cử chỉ trước đã. Bước 2, tìm tọa độ hai này của chị. Được chưa? Bước 3, các bạn gọi trung điểm ra đối xứng này, nên đâm ra là đường thẳng AB nó sẽ vuông góc với cả cái đường thẳng mà chúng ta đang cần cần nằm ở hai phía khác nhau ấy. Đấy. Ví dụ như nào có rồi nhá. Đấy, thì bây giờ thầy sẽ phân tích cho các bạn qua một chút. Đây là cái đường thẳng y bằng 5x trừ 9 của chúng ta. Bây giờ hai cực trị AB ấy, nằm hai phía khác nhau và cách đều đường thẳng này. Khi cách đều đường thẳng này thì đường thẳng AB của các bạn ấy nó sẽ cắt cái đường thẳng này tại đúng trung điểm Y của thẳng AB. Các bạn hiểu ý được không nhỉ? Cắt đúng trung điểm Y. Vậy các bạn chỉ thay tọa độ điểm Y vào trong đường thẳng này là xong. Bây giờ các bạn cùng nhìn nhá. Bây giờ y phẩy một cái bằng đạo hàm ra x bình vận dụng cao đấy, 2mx cộng với cả m bình trừ 1 thôi. Ok chưa? Bây giờ mình thử xem ấy có điểm cực trị đẹp hay không, mà muốn hack được điểm cực trị đẹp ấy các bạn cùng nhìn là 1 9 22 này và thêm 21 này, chạy cho m 100 thôi thầy, 100 bình trừ 1 ra 101 và 99, đẹp lắm anh không, 101 và 99. Đấy, đấy là cách hack m x bằng 101. 101 các bạn biết là gì không? Mình vừa cho m bằng 100, 101 là 100 cộng 1, tức là m cộng 1 các em ạ. Còn 99 là gì? Là 100 trừ 1, mà m bằng 100 rồi, là m trừ 1. Đỉnh cao không? Và ở đây hai nghiệm này luôn luôn khác nhau với mọi m luôn, với mọi m luôn khác nhau luôn. Vậy thằng này luôn có hai điểm cực trị. Đúng không? Luôn luôn có hai điểm cực trị. Được chưa? Luôn có hai điểm cực trị rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm y của chị nhá. Tọa độ hai đỉnh của chị này. Thật hai đỉnh của chị. Điểm A ở đây các bạn sẽ có x là m cộng 1. Thì y bằng bao nhiêu? Y bằng bao nhiêu? Các bạn nhìn. Y các bạn lắp vào đây thôi. Y lắp vào đây thôi. Mình lắp vào đây nhá. Là 1 phần 3. Nhân mấy cả? X mũ 3 là m cộng 1. Mũ 3 trừ đi m. Nhân m cộng 1 mũ 3. Bình phương x là m cộng 1 mà cộng m bình trừ 1 nhân cả m cộng 1, nó hơi to đấy, đây là y của nó. Rồi ở đây chúng ta sẽ phải khai triển thằng này ra rồi, khai triển thằng này ra lười quá nhỉ, hơi bị lười, xem bấm máy tính ra luôn không. Rồi nó ra được cái số này. Đây các bạn thay thẳng vào nhá. Mình rút gọn nhanh ấy, các bạn thay thẳng vào cho m 100. M 100 nó ra số này là 999 698 chia cho 3. Rồi thì các bạn nhân 3 đi, mất số 3 đi, 1/3 vứt ra ngoài đi. Cái 999 này phân tích như nào? Các bạn phải thấy ngay 999.000 nó là bằng 1 triệu trừ đi thằng này. 1 triệu trừ đi. Đó, trừ đi bao nhiêu? 302. 302 là 300 cộng 2. Thấy không? Đó, rất nhanh. Mà các bạn biết 1 triệu là cái gì không? 1 triệu ấy nó chính là bằng 100 mũ 3. 1 triệu là 100 mũ 3. Vậy m mình cho bằng 100 rồi. Vậy chứ là m mũ 3 trừ đi 300 là 3m cộng 2 trừ 2. Rất đơn giản.
rất đơn giản luôn. Xong vậy chỗ này các bạn sẽ có 1 phần 3 m mũ 3 trừ 3m trừ 2. Ok chưa nhỉ? Rồi đây là y. Điểm B tương tự nhé, là m trừ 1 đúng không? Bây giờ tìm y thằng B này. Y thằng B tương tự thôi, các bạn thay m trừ 1 vào đây. Tí thì dạy các bạn cách số 2 nữa, ngắn gọn hơn cách này. Nào, 1 phần 3 nhân cả m trừ 1 x trừ 1 này mũ 3 thay vào đây, trừ đi m trừ 1 bình phương. Rồi, kết quả ra sân số này. Đẹp nhỉ? 33. 33. Ừ, 33 nhân 3 cái mà. Mà có 1 phần 3 cơ. 1 phần 3. Quả nó ra là 1 phần 3. Bởi vì kiểu gì nó có hệ số 1 phần 3 ở đây này. Thấy không? Nó có 1 phần 3. Thì các bạn phải nhân cả kết quả lúc đấy 13 nữa. 99.000 lại là 1 triệu. Đúng không? 1 triệu trừ đi bao nhiêu? 1 triệu trừ đi là 298. Là 1 triệu này. 298 là 300. Đúng không? 300 trừ 2. Đấy, 298 300 trừ 2 là 300 cộng 2. Cộng 2 nữa. Ok. 300 cộng 2 rồi. Thế chỗ này các bạn sẽ ra được chỗ này là 1 triệu của chúng ta ấy. 1 triệu là gì? Là 1 phần 3 nhân với cả m mũ 3 trừ đi 3m cộng 12. Xong. Đây là cách số 1 nhỉ, cách số 1. Ok chưa? Cách số 1, cách số 2 thì có thể nói cho các bạn sau khi thấy trước xong cách số 1. Thì bây giờ ấy, muốn đối xứng này, qua điểm này thì y ở đây là trung điểm. Nó phải nằm ở trên đường thẳng này, trung điểm của AB là điểm y. Các bạn lấy hai thằng cộng nhau chia đôi. Hai thằng cộng nhau chia đôi là còn m này. Đúng không? Hai thằng cộng nhau chia đôi thì chỗ này các bạn sẽ còn là bao nhiêu? Cộng chia đôi vẫn là 1/3. Nên cả m mũ 3 trừ 3m thôi. Cộng nhau chia đôi. À, cộng nhau hết rồi. Rồi, vậy ở đây thì m sẽ thuộc ở trên đường thẳng D. Y bằng 5x trừ 9. Các bạn thay vào đây thôi, tương đương. X bằng m, y bằng thằng này. Thay y vào đây 1/3 nhân m mũ 3 trừ 3m bằng 5x, 5 nhân x là m trừ đi 9. Tương đương thầy có 1/3 m mũ 3 trừ đi m thôi. Trừ 5m là trừ 6m nhá. Cộng 9 bằng 0. Được chưa? Mình sẽ giải ra thằng này thôi. Rồi ba nghiệm các em ạ. Ba nghiệm. Người ta hỏi các bạn tổng phần tử là gì đây này? Tổng phần tử là gì? Các bạn lưu vào thôi. Co A. Co B. Co C đúng không? Lưu vào này. Tổng có phần tử A cộng B cộng C bằng bằng 0. Đáp án cần chọn là A. Đúng không? Suy ra M1 cộng M2 cộng M3 bằng 0. Đấy. Xong nhá, đây là cách số 1. Được chưa? Cách số 1. Bây giờ thầy dạy các bạn cách số 2 này, nó ngắn gọn hơn. Bởi vì các bạn bị mất thời gian ấy, các bạn thấy bài này rất là ngắn. Nhưng các bạn bị mất thời gian ở chỗ này. Đúng không? Mất thời gian chỗ này. Thì khi các bạn ra được hai nghiệm x này rồi đấy, hầu như các bạn bị mất thời gian là cái việc là thay cái thằng này vào đây. Thì khi mà y nó to quá như này, các bạn nên viết cái phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị cho thầy. Mà viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực trị thì nó ngắn gọn hơn, nó không còn là hàm bậc 3 nữa. Bằng cách là các bạn sẽ phải dùng gì em? Y trừ y phẩy nhân y 2 phẩy chia 18a mà thầy dạy lúc nãy. Đấy. Không chưa? Ok. Nhá. Đây là cái cách làm. Nó ngắn gọn hơn. Tuy nhiên các bạn cũng phải viết cái phương trình đường thẳng đi qua trị cho thật chuẩn. Thế rồi. Đấy. Có hai điểm. Thì là trung điểm. Trung điểm này nó phải nằm trên thì nó cách đều được. Đúng không? Thế thôi. Thay vào.
Ok nhá. Rồi. Nhìn dài ngắn mà, ngắn mẩu. Đây là hack hack tối đa rồi đấy. Hack speed rồi đấy. Rồi. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký ở phía dưới và ấn vào quả chuông thông báo nhỏ nhỏ ấy để các bạn nhận được toàn bộ những cái bài giảng hay nhất và những kỹ thuật giải nhanh tuyệt vời nhất từ thầy.